Top 10 công dụng và lợi ích tuyệt vời của tinh dầu cây trà Úc Tea Tree. Tinh dầu cây trà Úc Tràm Trà Tea Tree như một món quà quý thảo dược thần kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho nước Úc, cùng khám phá hiệu quả mà y khoa thế giới đã nghiên cứu đối với sức khỏe. 1. Vệ sinh tay. Dầu cây trà là một chất khử trùng tay tự nhiên lý tưởng, giết chết một số vi khuẩn và virus phổ biến chịu trách nhiệm gây bệnh, tiêu diệt một số vi trùng gây ra cảm lạnh, cúm và các bệnh khác. 2. Chống côn trùng. Dầu cây trà có thể giúp chống côn trùng gây phiền toái, có thể tiêu diệt hoặc xua đuổi côn trùng. Trong một số trường hợp, nó hiệu quả hoặc hiệu quả hơn thuốc diệt côn trùng hoặc thuốc chống côn trùng tiêu chuẩn. 3. Khử mùi cơ thể tự nhiên, viêm cánh. Tác dụng kháng khuẩn của dầu cây trà có thể giúp kiểm soát mồ hôi nách liên quan đến mồ hôi. Đặc tính chống vi khuẩn của dầu cây tràm trà làm cho nó trở thành một sự thay thế tự nhiên lý tưởng cho chất khử mùi và chất chống mồ hôi thương mại. 4. Khử trùng vết thương nhỏ, vết cắt. Chấn thương dẫn đến vỡ da khiến vi trùng dễ dàng xâm nhập vào máu. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng. Dầu cây trà có thể được sử dụng để điều trị và khử trùng vết cắt nhỏ và vết trầy xước. 5. Sức khỏe bền vững. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu cây trà giúp giảm viêm và kích hoạt động của các tế bào bạch cầu, là công cụ trong quá trình chữa bệnh, giảm thời gian lành vết thương. 6. Trị mụn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó giúp giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá. Trong một số nghiên cứu khác, dầu cây trà đã được tìm thấy có hiệu quả chống lại mụn trứng cá. 7. Máy làm sạch tất cả. Dầu cây tràm trà là một chất tẩy rửa đa năng tuyệt vời và cũng vệ sinh bề mặt. Đây là một công thức dễ dàng cho quá trình dọn dẹp hoàn toàn tự nhiên. 8. Kháng viêm và chống kích ứng da. Dầu cây trà có thể giúp giảm viêm da, đã được tìm thấy để giảm 40% các triệu chứng, nhiều hơn đáng kể so với các loại thuốc tiêu chuẩn áp dụng cho da. Ngoài ra, dầu cây trà có thể áp dụng giảm các phản ứng cắn của bọ xít. 9. Kiểm soát gầu. Một nghiên cứu có kiểm soát cho thấy nhóm sử dụng dầu gội có chứa cây tràm trà đã cải thiện 40% gầu. Cây trà đã có những cải thiện đáng kể về mức độ nghiêm trọng của gầu, ngứa và nhờn. 10. Trị vẩy nến. Dầu cây trà có chứa các hợp chất chống viêm, theo các bằng chứng mới nổi, có thể hữu ích trong việc làm giảm các triệu chứng bệnh vẩy nến. Để tìm tinh dầu cây trà Úc có chất lượng tốt nhất, đáng tin tưởng nhất, bạn nên chọn tinh dầu cây trà Úc được chiết xuất tinh khiết, có chứng nhận cơ sở của tổ chức quốc tế uy tín tại Anh để đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên. Tại Aroma, bạn có thể chọn mua tinh dầu cây trà Tea Tree nguyên chất 100% hoặc dầu cây trà dùng cho mặt hoặc toàn thân để trị viêm da, viêm nang lông. Aroma, bring nature home.